Trường Bá Chi bị nghi vấn đang bí mật hẹn hò. Nữ diễn viên đăng ảnh nắm tay một người đàn ông. Động thái này khiến đời sống tình cảm của Trường Bá Chi nhận được sự quan tâm từ truyền thông và công chúng. Ngày 31 tháng 1, Sina đưa tin Trường Bá Chi chia sẻ video đi mua sắm. Nữ diễn viên xuống phố cùng con út Marcus. Người đẹp Hồng Kông gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc tay đan tay tình cảm với một người đàn ông. Dựa vào kích thước bàn tay, khớp xương, truyền thông Trung Quốc cho rằng người đi cạnh Trường Bá Chi đã trưởng thành, có vóc dáng cao lớn. Điều này loại trừ khả năng người nắm tay ngôi sao vua hài kịch là con trai cả Lucas. Cậu lớn nhà Tạ Đình Phong không bao giờ thể hiện hành động thân mật với mẹ. Bàn tay trong ảnh cũng quá to so với cậu con trai thứ hai của Bá Chi là Quintus. Trước đồn đoán đang bí mật hẹn hò hay nghi vấn người đàn ông trong ảnh là cha của bé Marcus, Trường Bá Chi chưa đưa ra phản hồi. Trường Bá Chi hiện là mẹ đơn thân, nuôi ba cậu con trai. Trong đó, hai bé đầu Lucas và Quintus là con chung với tài tử Tạ Đình Phong. Danh tính người cha của bé út Marcus được giữ kín. Marcus cũng theo họ mẹ với tên tiếng Trung là Trương Lễ Thừa. Báo giới từng giả thuyết cha của con út Trương Bá Chi là kỹ sư ngoại quốc, giáo viên tiếng Anh tên Leo hay doanh nhân Tôn Đông Hải, đại gia gốc Singapore. Sau khi sinh Marcus, Trương Bá Chi thường xuyên đưa con sang Singapore. Bất chấp những tin đồn liên tục xuất hiện trên các mặt báo, nữ diễn viên vẫn giữ kín thông tin về bố ruột của bé Marcus. Trương Bá Chi sinh năm 1980, là nữ diễn viên được yêu thích tại Hồng Kông. Cô nổi tiếng từ khi tham gia bộ phim điện ảnh Đầu Tay Vua Hài Kịch đóng cùng Châu Tinh Trì. Trường Bá Chi từng suy sụp vì lộ ảnh nóng chụp với nam diễn viên Trần Quán Hy. Cô có cuộc hôn nhân ồn ào với Tạ Đình Phong. Cặp sao ly hôn năm 2011, hai con trai do Trường Bá Chi chăm sóc. Năm 2021, nữ diễn viên tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2 và tạo được cú hit cho sự nghiệp đang trên đà đi xuống của mình. Nhờ hiệu ứng chương trình giải trí, Trường Bá Chi trở thành ngôi sao Hồng Kông đắt sâu ở thị trường đại lục. Cô ký được hai hợp đồng đại diện thương hiệu, 7 quảng cáo cùng nhiều chương trình truyền hình, sự kiện thương mại khác. Thù lao nữ diễn viên nhận được không dưới 50 triệu nhân dân tệ, 6,9 triệu USD. Là mẹ của ba con trai, Trương Bá Chi vẫn giữ được nhan sắc quyến rũ, thân hình thon gọn ở tuổi 43 nhờ chăm chỉ tập gym, chơi các môn thể thao vận động mạnh như lướt sóng, bơi lội.